chống cháy 100%, địa chỉ Nạp Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Giới thiệu cho anh em mẫu tép vỏ gỗ cao cấp 450, tép chạy hai chế độ. Chúng ta có thể chỉnh được chế độ tép và siêu tép. Anh em xem kỹ video. Đây là mẫu tép vỏ gỗ cao cấp chống cháy 100%. Chúng ta có thể chỉnh được hai chế độ. Đây. Chúng ta gạt lên này là siêu tép, gạt xuống là tép. Đấy, để nâng cao cái chất lượng âm thanh. Đây là cái tép chạy được hai chế độ. Anh em có thể là nghe nhạc bolero hay hơn rất nhiều lần tép thông thường. Đây là mình giới thiệu qua nhá. Đây, cái phễu này là 16 vuông. Còn cái củ này là củ 450. Cái đường kính củ này là 12 phân nhá. Trang bị hệ thống chống cháy và cầu chì bảo vệ cục đẩy, bảo vệ âm ly và hệ thống cảnh báo meo tín hiệu. Đây, công tắc kết nối với hệ thống phân tần để chúng ta có thể điều chỉnh được hai giải tép và siêu tép. Nếu anh em sở hữu cặp tép này thì anh em có thể là một cái thì chúng ta chạy tép, một cái thì chúng ta chạy siêu tép. Bằng cách chúng ta bật công tắc lên, âm thanh nó sẽ lung linh hơn rất nhiều lần. 1.800.000 một cặp. Anh em mua một cặp, mua một cái thì là 900.000 không bao ship. Đấy, một cái như thế này là 900.000 này không bao ship. Đây là mẫu tép vỏ gỗ cao cấp, bản mới nhất mà xưởng chúng tôi giới thiệu để phục vụ Tết cho anh em. Với cái nhu cầu thưởng thức chất âm hay tuyệt đối và một cái đẳng cấp về cái trang trí, đây là chúng tôi ra mắt cho anh em cái mẫu tép chống cháy vỏ gỗ cao cấp. Đây. Liên hệ mua hàng thì anh em liên hệ theo số điện thoại 0973 533 269 trên Facebook Loa Tép Thông Minh, địa chỉ Nạp Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn, ship hàng toàn quốc và sản phẩm cao cấp này thì chúng tôi bảo hành cho anh em là 1 năm. Ngoài những cái mẫu tép khung sắt từ 500k đến 1.500.000 thì chúng tôi vẫn sản xuất và vẫn ship hàng đi liên tục. Chúng tôi luôn thay đổi, luôn luôn tạo cho anh em những cái đổi mới nhất, đó là những cặp tép vỏ gỗ và được trang bị hệ thống chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh được hai chế độ. Cái này là bản mới nhất mà Việt Nam chưa có. Đây là bản đủ nhất cho âm thanh trong hệ tép. Đó là chúng ta có thể chỉnh được hai chế độ. Gạt lên là chế độ siêu tép, gạt xuống là chế độ tép. Này, dây chúng tôi làm sẵn đây rồi. Vì anh em đấu và đít loa, đít âm ly là ok. Bảo hành 1 năm nhá. Đây, vỏ gỗ cao cấp. Mình sẽ cho anh em đi xem đằng sau. Những cái cặp tép này bán lẻ 900.000 một cái, không bao ship. Bán theo đôi là 1.800.000. Đây là bản đủ nhất trong hệ tép, trong lĩnh vực chuyên tép rất là lâu năm, là một cái đơn vị cực kỳ là uy tín. Bán hàng trên Facebook Loa Tép Thông Minh là một cái địa chỉ rất quen thuộc và rất tin cậy đối với rất nhiều khách hàng. Chúng tôi ra mắt cho anh em một cái loại tép siêu VIP, cái độ thẩm mỹ cao, kiểu dáng Korea. Tôi sẽ tung ra thị trường trong cái dịp Tết sắp tới. Một cái nhu cầu thẩm mỹ cực cao chính là những cặp tép vỏ gỗ mang theo một cái màu đỏ rất là dịu, màu đỏ nâu rất là trong. Anh em liên hệ mua hàng thì kết bạn Zalo theo số điện thoại 0973 533 269, ship hàng toàn quốc, mỹ mãn về bolero, karaoke.
Cảm ơn anh em đã vào xem video. Tôi rằng những cái video này thì anh em có thể xem kỹ để hiểu hơn về những cái tác phẩm tuyệt vời này, chính là những cặp tép chống cháy có độ thẩm mỹ cực cao. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.